Okay, so say thằng này nè, ngày mình top to từ ní, dương nè thưa ca sủng phi, chỉ môi nè Mr. Kimhour, like spare supervisor, từ lứ là cái nào sủng bắt này bốc cái lắc đài miến, vì đây là ông phát 100 gram một tia một tàu, ta con nè miến bên tay chụp boy chẳng là khác từ lứ chụp nội, nè, okay, so chơi từ chụp cặp to nơi ai khăn lẽ càng cay thằng này bạn. Kim Hua, bà, xong càng nghe bong một tích thằng này này, thằng này nhâm trang miên cái sầm phe chỉ mùi bong khá là, tại tôi đang lấy cái nào sầm bát này bột cả lắc đài miến vì này là ông phát này không cầm hôn bỏ dường, và ta bong miên miên một tích chỉ bong chẳng là khá là, từ lứ, bên trên là bát mùi này bạn. សបងមានមតិរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ប្រធានបទមួយនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំមានកំណត់យោបល់ថាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៅល្អបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺមាន5ចំណុចទី1គឺមានថាបុគ្គលហ្នឹងគាត់គ្រប់ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនទី2គាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹង ច្បាស់លាស់ទៅលើការងារ commitment ហើយនឹង How could you leadership some team them dog? Nicky Jacob, that bunyum. Baba, 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 Baba